Hơn 30 đấy. Vanh 30, hơn 30. 32 đây này. 32 mà đo thoát đo từ mặt đất lên 20 phân mới đo. Đấy là vanh 32. Rồi ạ. Thoát thân ạ. Đây, thoát thân nhé. Thoát thân 68 đi. Là 68 cm ạ. Rồi ạ. Cây tán đẹp ạ. Cây tổng này cao khoảng tầm 3 mét. 3 mét không? 3 mét, vâng. Nó phải 3 mét rưỡi đấy. Cây phải cao khoảng 3 mét, 3 mét rưỡi. Đường kính chậu ạ. Đường kính chậu này nè. Đường kính chậu này nè. Đường kính chậu lòng trong 86 cm. 86. Tán rất mà đẹp ạ. Có 2 cây ạ. Cân cái này thì sẽ... Này có hơn. Mộc này là mộc ta xịn 100%. Tộc mộc yên tâm. Ngắm lúc muốn cởi không? Cái này hơn. Cây này là thoát thân mà đo cách gốc 20 phân, hơn 34. 20 phân là 34 ạ. Thoát thân. Thoát thân nó còn dưới nữa đây vâng. Nhé. Nó còn dưới nữa đây này. Cái này thì 48. 48. 50 đây. Vâng. Đấy. 48 50.